đi. Chào chị Hà Nguyễn, chào bé Tây. Hello các chị. Hello chị Bảo Trần Mai nha. Em chào các chị nha. Hai hai chị Hải Yếu. Em chào chị Ngọc Thị Bảo Lan Linh Hà Nguyễn. Có dạ ngắn không? Dạ nhà em chưa về nha. Hôm nay nhà em khoác len về này, áo len này. Nhà em nha, hôm nay về len ngắn len dài, khoác len với chị nha. Chào chị Hồng Vân Trần Trần. Chào các chị. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em với chị nha. Chia sẻ livestream cho em với. Để lên đông vui. Em sẽ cho em sẽ đọc mã để chị mua chiếc áo không đồng nhá. Các chị chia sẻ livestream cho em. Để khi mà lên khoảng, nếu mà hôm nay lên được 410, em sẽ tặng áo cho chị giá không đồng nha. Đọc mã các chị chốt mã không đồng nha. Chị nào chia sẻ 3 lần lên các nhóm, chụp màn hình các nhóm lại, em sẽ giảm miss visit 10k các chị nha. Thì Ngân thật tin chị Trang. Cảm ơn chị Hoài Hiếu nha. Đó, chị chia sẻ livestream cho em ấy nha. Đúng rồi, khoác len mới về nha. Khoác len cực kỳ đẹp luôn. Đợt này về đẹp lắm các chị nha. Đây, một khoác len cực kỳ xinh đẹp. Người đẹp thì các chị ơi, mua sắm để ăn, dự ăn Tết nào. Sắp Tết rồi. Còn có mỗi 28 âm rồi, còn mỗi 32 ngày nữa là Tết rồi. Các chị ơi nhanh tay mua hàng đẹp nha, siêu đẹp siêu rẻ nha. Nhà em bán khoác chỉ đến từ 150k đến 180k thôi. Không đắt đâu. Em có thể bán hàng xong anh check hàng được không? Hello cả nhà. Cả nhà chia sẻ livestream cho em đi nha. Đang đi gội đầu thì đầu mình cũng đang bẩn mà chưa gội đi gội được này. Các chị chia sẻ livestream cho em đấy nha. Đây một con len quá cực kỳ xinh này, kiểu bộ họa tiết cực kỳ đẹp như cái gì này. Đường sau của nó là suông dài đây nha, họa tiết cực kỳ đẹp luôn. Có khi nào mà giờ này các chị đang chuẩn bị đi ngủ không nhở? Hay là các chị phải đi hóng đồ đẹp chứ? Em mà thấy đồ đẹp này hơi hóng lắm. Các chị chia sẻ lại phim em nha. Một con áo khoác cực kỳ xinh. Khi nào mà các chị chia sẻ lại phim cho em 50 người lên 50 người đó em bán hàng nha. Xong rồi các chị chia sẻ lên 400 người như mà khi đó là em sẽ tặng áo không đồng của chị nha. Áo khoác len cực kỳ xinh mới về xong. Đây, con là len khoác cực kỳ xinh các chị nha. Len khoác này, con này nha, khoác nhưng mà bấm các chị này. Khoác bấm nha. Cài bấm được nha. Họa tiết cực kỳ xinh. Các chị chia sẻ livestream cho em ấy nha. Chia sẻ livestream cho mọi người biết đến hàng đẹp bên em nha. Hàng áo đẹp bên em này vừa rẻ vừa chất lượng nha. Đây. Một con áo khoác cực kỳ đẹp này. Họa tiết như thế này, phao nhà em không có nha, chị Phạm Năm nha. Mặc dày nha, con này dày nha, đây chất của nó lì nữa chị này. Hàng chất lì nha, đây này, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn. Đó, em này. Con này đẹp lắm, chị yên tâm, mua hàng nhà em về chỉ có khen thôi. Đây, con này chị nào mà tầm 45kg, 45kg, 57kg vừa nha. 45kg, 57kg bạc vừa. Chị nào thích chốt mã nha. Con này mã 140 nha. 140, 170k.
Lên đẹp hả? Vâng, lên đẹp chị yên tâm nha. Em nhìn thấy chị trang mon nha. Rồi, rồi. 140, 170k. À, chị đang ở đâu nhỉ? Đó, lên đi. Có lên nha. À, chờ ta. Lúc nãy 140 là của chị chị nhìn cái Lương cổng Lê này ạ. đúng không? Có Chị phải. Lương Lê inbox cho em ấy nhé, Chị chị Lương Lê. à, cái cổng mà đi qua làng chị chị cứ nào đi thẳng, mà chị mua đi được thẳng hàng cái ở chị cổng inbox cho em đấy, nha. 143 đấy ạ. Đi thẳng cái cổng đấy, đi thẳng cổng. Vâng, đến số 67, số 98. Số 67 là bên tay trái, số Một con 98 lăng là bên quang cực phải. kỳ xinh nữa chị này. Vâng. Một con lăng quang kiểu màu xanh 500 mét ạ. xanh Vâng ạ, xanh chị công cứ đi an, xuống xanh 500 xanh mét ăn ạ. chuối chị này. Số số Không 67. ăn chuối Vâng, mà cái xanh số kiểu 67 xanh hạt là đậu số ấy. 98 Cứ bên hạt tay đậu phải. ấy sao ấy, đúng Đằng em không? 43 Xanh đây thì xanh 98. gì tao không biết. Để Nhưng mà ý. giá của nó sọc người ta cho chị nhá. Chị nào 40 kg, chị nào 40 kg 52 kg hoặc vừa nha. 40 kg 52 kg hoặc vừa, con này suông nha, không phải nha, con này khoác thôi. Con này khoác không có túi này. Này kiểu dáng như thế chị nhá. Đó. Đấy, kiểu dáng khoác nhẹ nhàng thế nha. Chị nào 40 kg 52 53 kg vẫn khoác vừa nha. 40 kg 52 kg 53 kg vẫn khoác vừa. Con này mã 132, 132 170k nha. 132. Các chị ơi, các chị ngắm thật kỹ nha. Chốt hàng các chị inbox cho em nha, mã số, địa chỉ, số điện thoại em gửi hàng các chị nhanh chóng nha. Đây, một con khoác ngắn nha. Con khoác nhà em, con này hơi ngắn ngắn này chị này. Con này màu vàng nha, màu hoàng hoa nha. Hoa này là hoa gì ta? Không biết luôn là con hoa gì nhưng mà Một màu ba vàng. hai là của chị Trường Hoa Nguyễn ạ. Chị Trường Hoa Nguyễn được nha. Đúng rồi. Chị Trường Hoa Nguyễn inbox cho em nha. Chị nào được mã nào chị inbox cho em nha. Các chị chia sẻ livestream cho em 3 lần chia sẻ lên các nhóm, em sẽ miễn phí ship 10k nha. Đó. Hello chị Hồng Minh. Lên khoác mới về. Hello, hello các chị nha. Con này này, khoác nhẹ nha. Con này khoác dáng cũng ngắn hơn cho mấy con kia nha. Khoác ngắn hơn cho chị nha. Con này chị nào mà tầm 40 kg 55 kg mặc vừa nha. 40 kg 55 kg mặc vừa khoác này các chị nha. Các chị chia sẻ livestream cho em với. Chị nào 40 kg 55 kg mặc vừa con khoác màu vàng hoa hoa này, ở tiết nhẹ nhàng các chị nha. Này dáng ngắn. Con này mã 112 160k nha. 112. Em nhìn thấy chị Hân Khánh nha. Em nhìn thấy chị Hân Khánh, chị Hân Khánh nha. Thấy em nhìn thấy nhưng mà kiểu như nhiều người comment thì em sẽ không đọc được hết đấy. Thế là chị không phải đừng đừng nghĩ rằng em là không khinh các chị hay là không đọc nha. Em bán hàng em muốn bán tất cả mọi người nha. Chị Linh Linh Nguyễn có thấy chị Em nha nhìn chị thấy chị nha. nha. 12 160k. Lên lên khoác nhà em vừa về đó các chị ơi. Chị chia sẻ livestream cho em với nha. Alo ạ. Chân váy nha, chân váy này Chị à, ơi, từ chị từ đang ở nha, đâu nhỉ? cuối cần cuối livestream em sẽ bán chân váy. Chân váy nhà em chị của em đó, em để em mặc nhưng mà chị nào thích em vẫn bán, còn em không mặc luôn. Em cho em bán hết. Nha, trên này chị gửi. Nhưng mà cân váy nhà em chỉ em của em chỉ có hai cái hay ba cái thôi, nếu chị nào thích em vẫn để lại cho, nhưng mà trường hợp như thế này phải cuối livestream nha. Các chị theo cho em cuối livestream nha, em sẽ tặng chị, à em sẽ bán ba chiếc chân váy của em có một chiếc này và một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ. Nếu mà chị nào thích em vẫn để lại nha, em cũng không không thích mặc nữa. Ý là không phải không thích mặc mà các chị thích thì em bán chứ không phải là em không thích mặc. Đây một con này nha, con khoác này này có dáng ngắn nha. Con màu vàng này hình như vừa dáng ngắn này, vừa dáng ngắn với chỗ ai chốt đúng không? Con này màu ngắn cực kỳ đẹp đấy chị này, màu vàng nha. Con Cái này này nhìn mã đẹp lắm chị ạ. 112, con này cực kỳ đẹp luôn này các chị này, nó mỏng này, chất của nó cực kỳ đẹp với chị này, yên tâm nha, mua hàng nhà em cực kỳ đẹp luôn. Con này mã 112 đấy, chị nào mà ngắn ngắn thì khoác này nha, chỉ 160k thôi chị nha. Khoác ngắn màu vàng cực kỳ xinh đó, mã 112. Con này nha, con màu nâu tây ấy chị nha. Màu nâu tây này. Con này chị nào mà tầm 40 kg 57 kg vừa nha. 40 kg. Áo khoác các chị, áo khoác hay áo trong của em? Áo lỗ của trong em là mặc ở nhà thôi, em mặc lên để em khoác cho dễ thôi các chị nha. Con khoác này chị nào mà 40 kg đến 55 kg vừa, con này chỉ giá 170k thôi chị nha. Con khoác ngoài 170k thôi. Đây, chất cực đẹp luôn các chị yên tâm nha. Chất len cực đẹp luôn, đảm bảo được các chị nha. Đó,
cái màu này, gel này, à cái màu nâu tây đó chị này, màu nâu tây cực kỳ đẹp nhá, đó. Không dài đâu, con này em mặc trên gối là không dài đâu, trên gối hẳn lên đây cơ mà, qua gối em khoảng 2 cm cơ mà chị, không dài nhá, con này không dài, không hề dài luôn. Khóa lại vali cho em. Đây nhá, khóa này chị nhá. Chị nào mà tầm 40 kg này đến 57 kg hoặc vừa khóa này nha, túi hai bên này. Con này mã 148 nha, 148 170k. Hello cả nhà, chia sẻ lại xin cho em ấy nhá. 148. Vâng, chị mặc lên trên chân đấy nha, chị mặc trên trên đây này cả 20 cm nha, trên đùi gối chị 20 cm không dài đâu, nhìn nó trên live stream vậy đó nhưng mà nó không dài hẳn đâu nha, con đấy không dài đâu, con đấy chị mặc trên gối mà trên gối chị 20 cm thì nó cũng không phải là dài đâu nha. Chất len nha chị, nhà em bằng khoác len nhá chị nha, len dày nha, len chày dày và lì nha các chị nhá. Con nào như thế nào em cũng đọc mã nha. Đây. Đây chị này, một con len này. Chất cực đẹp luôn, màu tím tím nha. Đây. Đây len ngắn đây các chị nhỉ. Con này len ngắn đây kìa. Đây các chị nhá. Con này len ngắn cực kỳ đẹp này. Con này chị nào mà tầm 45 kg đến 55 kg mặc vừa nha. 40 kg đến 55 kg mặc vừa này. Đây, có màu tím không chị nhá. Màu tím cực kỳ đẹp. Có len ngắn không chị? Có nhiều len ngắn nha. Len ngắn đi chị ơi. Ok, hình như mọi người không thích khoác à. Nhiều hờ. Đây nha, em khoác này chất đẹp không các chị nhá. Len đây này. Con này này chị nào 40 kg, 55, 57 kg vừa nha. Con này mã 116, 160k. 116, 160k nha. 116 160k cái khoác này nha. Đây, chất cực đẹp với chị nha. Yên tâm, chất len nhà em này sở thích lắm các chị này. Chất thích lắm. 116. Một 116 là của chị Thùy Ngân ạ. Đây, các chị nha, một con này. Ông ngắn nha, giờ em lại bán sang ngắn nha. Thỉnh thoảng em vẫn bán sang khác nha. Chị Thùy Ngân inbox cho em đấy nha. Thùy Ngân chị biết rồi. Đây nha, con len ngắn này nha, 120k con này nha. Con này 120k mà chị nào 45kg, 58kg hoặc vừa nha. 45kg, 58kg hoặc vừa con này này. Nó tua tua nhá chị nha. Nó có kiểu tua tua giữ với em màu xanh than, màu trắng này. Con này chị nào 45kg đến 58kg vẫn vừa. Con này mã 104, 120k. 104, 120k. Chất len cực thích các chị nha. Chất len thích lắm các chị nha. 104, 120k. Các chị chia sẻ live stream cho em ấy nha. Chia sẻ 3 lần em sẽ giảm giá 10k free ship cho các chị nha. 104 là của chị Hoài Hiếu ạ. À. Chị Hoài Hiếu inbox cho em ấy nha. Một con chấm bi nha. Nhưng mà cái chấm bi này nhỏ xinh xinh nha. Chị nào mà tầm 40kg đến 47-48kg thôi nha. Chị nào mà tầm 40kg đến 7-48kg mặc vừa con này nha. Con chấm bi màu xanh than nha. Nhưng mà chị nào tầm đấy thôi, 40kg đến 7-48 thôi. Em 49kg mặc vẫn vừa nhưng mà nó cũng hơi ngắn, rất là dài cao. Con này nha, con này mã 103, 103 120k. 103 120k. Con này á? Con này 60kg là mã nào nhỉ? Con này thì chị nào 60kg không vừa nhá. Nhưng mà con trước chị vừa em vừa bán ấy là chị nào 60kg vẫn mặc được. Con trước là 104 là chị Hoài Hiếu ạ. Là chị nào 60kg vẫn mặc được. Và con này chị nào nhỏ nhá, 103 nha. 103 chứ không phải 104 đâu. 104 là con trên à. Đây là 103. Con tiếp theo là 103 nha. Em nhìn thấy chị mèo xinh nha. Một khoác, con khoác cực kỳ xinh luôn. Dài dặn này. Đúng rồi, mấy hôm qua là có chị Quỳnh Nguyễn. Là len nha chị, là len đấy chị nha. Chị Quỳnh Nguyễn đi mua kem đấy nha. Con này em mặc là len đấy chị nha. Con bé em mặc là len đấy chị nha.
Lên nó, sáng thể thao đấy. Con này chị nha. Chị Thúy Nguyễn, em thấy chị nha. Không, không màu đỏ đô nữa chị nha, kiểu cổ này. Đó, em thấy chị ở ba giấy ạ. Túi này chị này. Đây, túi của nó cực kỳ đẹp nha các chị nha. Đây, khoác màu đỏ này. Đây, đây nha, khoác màu đỏ này nha. Chị nào 40kg, 40kg, 52kg móc vừa. Chị nào 40kg, 52kg móc vừa con này nha. Đây. Con này mã, con này 160k nha. 160k mã 158, 160k mã 158. Màu đỏ này chị nào 40kg, 52kg mặc vừa. Mã 158, 160k. Nhà em từng mẫu từng cái một nha, em sẽ lấy dần bán cho em, không chọn được dáng crop top đâu. 158. 158 của chị Mai Phương nha. Chị Mai Phương được 158 nha. Chị Mai Phương inbox cho em ấy nha. Chị nào chốt hàng được các chị inbox cho em nha. Các chị ơi đừng lấy cái chân kẹp nha. Đây, một con này. Con này nha. Con này thì này, chị nào mà tầm 45kg đến 60kg vẫn vừa nha. 45kg đến 60kg mặc vừa nha. Chị nào 45kg đến 60kg là mặc vừa con này. Con này chị này, họa tiết như thế này nha. Họa tiết cực kỳ xinh. Con này mã 143 120k, 143 120k. Ok, chị Mai Phương chốt vào chuẩn thì ngân thì tí nữa in bút cùng nha. Con này mã 143 120k. 143 là của chị Khánh Linh ạ. À. Chị Khánh Linh in bút cho em ấy nha. Cái nữa. Chị có ghi thấy ghi tên ở ngoài là tên ai mà chị để ý không? Làm cái bùi mà những 13 cái nữa. À đúng rồi. Em tìm ra tên chị thêm một cái nữa là 13 cái áo đúng rồi đấy chị ạ. Đúng rồi, đúng đúng rồi. Chị lấy ai người soạn mà. Chị xác đi ạ. Vâng vâng vâng. Đây chị nha. Đây, một con tay này. Con này kiểu của chú V nha, các chị chia sẻ livestream cho em với nha. Hôm nay mọi người đi ngủ hay đi chơi hết rồi, chủ nhật mà. Buổi trưa chủ nhật mà mọi người cũng đi chơi buổi trưa à. Đây xem đồ đẹp, săn đồ đẹp nha, săn đồ đẹp nào, nhanh tay, cực kỳ đẹp luôn. Đây nha, màu xám này chị này, kiểu cổ chữ V nha. Màu trắng phối trắng này chị này, tay này, tay kiểu này, tay của nó này cực kỳ đẹp với chị nha, điệu chưa. Đấy, con này cực kỳ điệu nha. Con này chị nào 40kg, chị nào 40kg, 57kg vừa nha. 40kg, 57kg mặc vừa. Con này mã 138, 120k. 138, 120k. Chị Thúy Nguyễn, em thấy chị nha. 138 là của chị Thúy Hoàn ạ. Chị Thúy Hoàn inbox cho em đấy nha. Không sai đâu, chị đấy em người cộng không sai đâu. Em nhắn tin với chị là thêm một áo mà 13 áo đúng em đếm hả thôi. Những nào người nào mua từ 9 cái áo hoặc 15 cái áo thì em đếm từng cái một, em cần xem lại mã. Đây. Đây nha. Con họa tiết này cực kỳ xinh đấy chị này. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em với nha. Chia sẻ 3 lần lên các nhóm em sẽ giảm miễn phí ship 10k. Đó chị. Đây. Có màu đỏ à, màu sọc sọc này. Họa tiết cực kỳ xinh nha. Chị nào 45kg đến 60kg mặc vừa nha. 45kg đến 60kg mặc vừa nha. Em 49kg nha các chị nha. Đây, 45kg đến 60kg mặc vừa con này. Cái này mã 122, 120k. Mã 122, 120k. Hello, cả nhà chia sẻ lại chim cho em đi nào. Em chia sẻ là em hơi tủ thân đó nha. Mọi hôm chị chia sẻ cho em nhiệt tình vậy cơ mà. Chia sẻ lại chim cho em nhiều như thế mà hôm nay hình như ít hơn hay sao á. 122 là của chị Nấm Hương ạ. Chị Nấm Hương inbox cho em với nha. Chị nào chốt được mã nào có chị inbox cho em với nha. Đó, đây. Một cái màu sọc của chị nha.
Em xong cái gì này, màu sắc cực của tim nha. Chị nào 45kg đến 57-58kg mặc vừa, 45kg đến 57-58kg mặc vừa. Áo xuống áo có túi đi bé. Nhưng mà áo lúc áo gì nhỉ? Đây chị này, đây các chị nha. Chị nào 40kg, 55kg, 57-58kg vẫn vừa nha. Đây, con này mã 101-120k, 120k nha, mã 101 nha. Một là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. Chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh inbox cho em ấy nha. Đây các chị nha, một con này họ tiết màu xanh xanh nha. Chị nào mà tầm 40kg đến 50kg mặc vừa nha. 40kg đến 50kg mặc vừa con này nha. Con này mã 106-120k, mã 106-120k. Lai nhanh đi em, tay nhanh mà cũng phải để cho mọi người ngắm kỹ, người chốt cho kỹ chứ chị. Em phải để cho mọi người ngắm thật kỹ và người chốt phải chắc chắn lấy hàng cho em, chốt xong inbox cho em. Bùi Thị Mai Hương được mã 106. 106 không lai nhanh, mọi người chốt nhanh cho mọi người lại nghĩ đi, xong lại xem livestream lại, xong mọi người lại bảo là giọng hơi chặt, em phải lai thật từ từ cho các chị ngắm cái áo của các chị chốt. Em đọc số cân của các chị chốt nha. Đây nhé chị, một con trắng nha, dáng kiểu con rơi rộng rộng chị nha. Đây, con này dáng cute nha, nhưng con này em mặc thì hơi to này. Chị nào mà tầm phải từ 55kg đến 65kg mặc vừa con này nha. 55kg 65kg mặc vừa con này nha chị nha. Nhưng em thì mặc hơi rộng nha. Con này độc mã nha. Con này mã 135 nha. 135 120k nha. 135 120k. Em nhìn thấy chị Trần Phùng hay chị Trần Phùng nha. Mã 135 120k. Hàng đẹp. Một con bộ đội nha, một bộ đội cực kỳ xinh nha. Con này một tạ, làm gì đến một tạ chị Thu Trang vào, không một tạ đâu. Nói quá rồi, con đấy chỉ là tầm 55 đến 65kg thôi. Có khoác len nha, có khoác len. Chị đang bán khoác len mà mọi người chuyển sang là bảo bán áo len ngắn đi, chị lại sang là bán len ngắn đó. Thế này, con này chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa con này này. Đây nha, có bộ đội nha. Bộ đội này, con này mã 109 120k. 120k mã 109. Đây mọi người hỏi khoác hay lại bán sang khoác là vì khoác vừa về. Ô trời ơi, nó khoác gì đây? Trời ơi. Không gì tin nổi nữa. Mã 109 là của chị Tâm. Mặc làm sao tầm ta? Tầm cái gì mà? Thật đôi khi gần không biết mặc làm gì nữa cơ nghe thôi. Mặc làm sao nhỉ? Mặc về à? Đúng rồi. Chị Tâm inbox cho em ấy nha. Con này kiểu như mà người Ả Rập, người nơi quý sứ nào ấy. Ôi giời. Con này to lắm. To mà kiểu em không biết mặc như thế nào luôn. Khoác mà sao thành áo len này? Người Ả Rập anh chị ơi. Con khoác này nha, con khoác này chất cực đẹp luôn. Con khoác này này, chất sở thích lắm, như dạ ấy chị ạ. Con này như dạ lắm chị này, cảm giác sờ như cái chất dạ ấy, lì lì ấy. Con này nha, cái chân váy của em bị sủi gì. Ê chị nha, đây con này màu đen này. Con này có dây được xấu nhưng nó có họa tiết nào kiểu của nó không? Một đai chị Nguyễn Thật ơi, có thấy chị nha. Con này xin nha, con này hình như không quy cài, nó chỉ cài vào cho đẹp vào khuyên như thế, đẹp thôi không cài nha. Đây chị Nguyễn Nga là có thấy chị chất nha. Chất cực kỳ lì đó chị này, chất cực kỳ đẹp luôn. Con này chị nào mà 40kg đến 55-57kg mặc vừa nha.
40kg 55kg mặc vừa. Con này 40kg 55kg mặc vừa. Mã 134 160k. 134 160k. Em nhìn thấy trang trang còi nha. Con này thì nào nhá. 40kg 55 mã 134. Dạ có nhá chị nha, chị Quách Trần nha. Có ship bưu điện ạ. À? 134 là của chị Nguyễn Bình ạ. À? Em có ship code nha. Đây, một con khoác răng dài màu ghi nha. Con này thì chất mỏng hơn mắt tân kia nha. Kiểu 134 là của chị Nguyễn Quỳnh. Con này Bình răng, à? Răng len chị Nguyễn Bình ấy inbox cho em ấy nha. Đây. Đây chị nha. Chất con này mỏng nha, chị nào con này thì chị nào mà trên 1m6 mặc nha. Trên 1m6 nặng 40kg đến 55kg, 52kg thôi. Chị nào mà 40kg, 52kg mặc vừa con này trên 1m6 nha. Trên 1m6 con này thì chất mỏng nha các chị. Con này mã 142 160k. 142 160k nha. 142 160k. Mọi người nhớ chia sẻ livestream cho em nha. 142 là của chị Tuyết Nguyễn ạ. Chị Tuyết Nguyễn là chị Tuyết Nguyễn, hai Tuyết Nguyễn đấy. Tuyết Nguyễn này là chị ngồi một mình nha. Tại vì có một Tuyết Nguyễn khác đấy. Ngồi áo đen một mình thì áo đen một mình. Ngồi cho có một Tuyết Nguyễn khác đấy. Chị Tuyết Nguyễn ơi, chị nhớ inbox cho em nha, nhớ mã số inbox cho em nha. Con khoác màu đỏ nhỏ nhỏ nha. Ngắn nha, con này khoác như thế này, chị này tay lửng này. Chị nào tầm 45kg đến 57kg mặc vừa nha. 45 đến 57kg mặc vừa. Con này chị nào 45kg đến 57kg mặc vừa. Con này mã 131 nha. 131 160k. 131 160k. Chị Hồng Nguyễn Mai là có nhìn thấy chị nha. Vâng ạ, anh Văn ạ. Đây chị nha. Anh em đang xuống nhà 11 đấy ạ. Con này nha, có màu xanh, kẻ sọc này cực kỳ xinh luôn. Đây, túi hai bên này. 131 là của chị Mina Ngọc Phan ạ. Em nhìn thấy chị Thúy Hồ nha, chị Thúy Hồ em thấy chị nha. Nhưng mà hôm nay mạng chị kém à. Hôm nay em bán khoác là hình như chị đang hỏi khoác đúng không. Đây, chị Mina Ngọc Phan inbox cho em đấy nha. Đây nhá chị nha. Đây, túi hai bên này của chị này. Đây, con khoác này chị nào 45kg đến 57kg mặc vừa nha. 45kg đến 57kg mặc vừa, con khoác màu xanh kẻ này các chị nha. Con này mã 144 160k, 144. Em nhìn thấy chị Thúy Nguyễn nha. Em nhìn thấy tất cả mọi người nha. Nhưng mà chỉ là em không đọc hết comment thôi. Con này mã 144 160k. Chị Vân Giang ơi, có thấy chị nha. Chị Jun Ly Huynh, em thấy chị nha. Một con này cực kỳ đẹp luôn, con này này. Con này chất cực đẹp luôn. Mỏng mỏng khoác nhẹ nhàng nha. Ủa con này xinh thế. Này xinh, túi hai bên này màu cũng nổi này. Kiểu dáng của nó cũng nổi nữa. Đây chị nha. Đây chất mỏng. Chị Mai Hương có thấy chị nha. Đây chị nha. Kiểu dáng này. Đây, con này chị nào mà tầm có mũ các chị nha. Con này có mũ này. Đó, có mũ nha. Có mũ xinh xinh này. Con này chị nào mà tầm mà 45kg nha. 45kg đến 52-53kg nha. 40kg 52-53kg mắc vẫn vừa. Con này mã 162 160k. 162 162 160k. Đây một chị Nguyễn Bình ấy có thấy chị nha. 162 là của chị Huyền Huyền Thu Nguyễn ạ. Chị Huyền đây, Thu Nguyễn giúp em với nha. Từ 9 đến 6 gì đâu. Đây nha. Đây này. Giọng gì còn đấy. Đứng lên ra được gì đâu. Trên này chim thì ngại gì. Mình không thích lên live stream lên xuống. Chị lên đi ạ. Từ 9 sau như gương đây này. Ui. Đây cười chị không chốt em bán luôn cho đỡ. Đúng rồi, chị không chốt em bán luôn. Đây nha. Con này nha, màu vàng nha. Rồi. Màu vàng này túi hai bên trên này. Cái dây của nó này. À, 11 là quay này có 5 dây của nhà hàng hóa. Đây nha. Dây rút thì nha, con này dây rút này. Chị nào thích eo nha, thích eo buộc thì buộc nha. Đây, dây eo buộc dính rộng thì rộng nha. Chị nào 40kg 55kg mặc vừa. 40kg 55kg mặc vừa. Con này mã 115 160k. 115.
Việt Nam 160k. Một một năm là của chị Nguyễn Đại Nguyễn Quỳnh chị nha. Màu vàng nha. Đây một cũng có màu xanh nha. Đây có màu đen này giống như một khoác màu vàng nãy này, nhưng mà nó trông là màu đều màu xanh nhá chị nha. Đây con này có mũ như này. Đấy, kiểu dáng giống như vàng nãy nhưng mà con này là màu xanh ở trong các chị nha. Đây chị nào 40kg 55kg mặc vừa nha. Con này mã 149 160k. 149 160k. 149 160k. Hello Hoa nói chuyện với các chị đi. Chị cứ vào đi ạ. 149 là của chị Thúy Hồ ạ. À. Chị Thúy Hồ inbox cho em nha chị nha. Khoác len vừa về em vừa thấy, vừa bán nha. Vừa về xong này, trong kiện em vừa lấy ra nha. Đây, con khoác này màu sọc này, màu sọc trắng này, trắng đen này. Chị nào mà tầm 45kg đến 57-58kg vẫn khoác vừa nha, không có túi. 45kg, 57-58kg vẫn khoác vừa. Con này sọc đen nha, sọc đen này, con này cực kỳ đẹp con này. Con này nha, con này chị nào 45kg, 57-58kg mặc vừa. Mã 157, 170k. 157, 170k. Chị Trịnh Hương ạ, à. Chị Trịnh Hương inbox cho em với nhé, chị Trịnh Hương. Con em vừa không biết mặc kiểu gì đâu. Không, mặc lúc em đúng rồi, nhưng mà to quá. Thể cao to. Đây nha. Con này áo thắng dài chị nha. Trăm cân. Đây. Con này đẹp chứ mà chỉ tôi là mình không biết mặc cái gì thôi. Mặc như bình thường, hoài bắp cũng được. Con này nha, này hở vai cái gì này. Này hở vai nha, đáng rộng là cái gì này. Con này chị nào to nha. Chị nào mà một chị nào mà tầm 1m6, nặng 55kg đến 65kg mặc vừa nha. Nặng 55kg đến 65kg mặc vừa con này nha. Em 50kg mặc vẫn đang chật lỏng đẹp. Con này mã 137 nha. 137, 150k. 137 nhưng mà chị nào 55kg nha. 137, 150k. Chị lấy 2 nhỉ? Em có đợt nữa rồi. Chị hết ở chỗ này thôi ạ, còn đâu không ạ? Chị muốn lên khác hay gì ạ? Lên khoác ấy. Kiểu lên khác này. Đây mà, em nhiều ạ. Đây. Một con khoác màu đỏ nha. Đâu? Muốn lên ngắn hay lên khác nữa ạ? Xem lên khoác đi. Không kiểu nữa. Con này nha. Ôi con này đẹp quá trời luôn này. Trời ơi. Tay em tay này. Đáng lửa nữa chị nha. Này đáng lửa nha, nhanh tay chị ơi. Con này chị nào mà tầm 45kg đến 57-58kg mặc vừa nha. 45kg, 57-58kg mặc vừa con đỏ này nha. Chất cực thích luôn, con này cực kỳ đẹp nha. Nhanh tay, nhanh tay nha nhanh. Chị nào mà đã thích cái này thì nhanh 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 phím đi không mất đấy. Con này mã 145, 170k nha. 145, 170k. Một bốn năm là của chị Hồng Vân Trần ạ. Chị Hồng Vân Trần phải đọc như thế. Hồng lúc không tìm chị nhắn tin thì không nhận chị là ai. Con khoác này của chị nha. Con khoác này nha, kiểu như là len một lớp em cũng mềm mại chị nha. Con này chị nào tầm 45kg 55kg 55kg mặc vừa nha. Con này màu kiểu cho màu đen trắng trắng ấy chị bên này, màu như thế đấy. Con này nha, con này mã 118 nha. 160k. 118
118 160k. Có gì chia sẻ livestream cho em đó nha. Đây món khoác này. Đây con này nha, hai màu quý vị nha. Hai màu này có khuy bấm các chị này. Con này khuy bấm. Đây, con này khuy bấm nha, chị này thích bè cổ này. Kiểu di lê vẫn thích được nha, đây. Đây nha chị nha. Hoàng thích thả ra thì thả nha. Đây. Mình khoác như thế này thì khoác nha. Đó, chị nào mà tầm, chị nào mà tầm 40kg, 55kg mà vừa cái này nha. 40kg, 55kg mà vừa cái này. Con này mã 119 160k. 119 160k. 119 160k. Một một chín là của chị Ia Chân ạ. Chị Ia Chân inbox cho em ạ. Đây một phong màu vàng đó chị nha. Một phong màu vàng nha. Một phong màu vàng này. Chị nào 40kg, 55kg mặc vừa nha. Chị nào 40kg, 55kg mặc vừa. 40kg, 55kg mặc vừa cái này. Con này mã inbox cho em đấy nha. Con này mã 102 nha. 160k, 102. 102 160k. Các chị chia sẻ livestream cho em ấy nha. 102 160k. Nguyên ơi. Bỏ anh ra thôi. Mắt anh gọn đấy. Chứ sao. Con này nha. Con này bỏ đỏ nha. 102 là của chị Trần Ngọc Anh á. Chị Ngọc Anh nha. Inbox cho em ấy nha. Màu đỏ nó có khuy như thế này nha. Nó chỉ khuy thôi không cài đâu. Con này không hề à, có cài cài. Con này có cài được cài. Bảo có ui mày xong lỗ quá là lỗ nó len nên là khó tìm thấy. Đây nha. Thế chị nha. Chị nào thích cài thì cài nha. Đây có túi hai bên này. Chị nào mà tầm 45kg đến 55kg mặc vừa. 45kg 55kg mặc vừa phát màu vàng này. À màu đỏ này nha. Màu đỏ đô. Con này mã 167. 167 160k. Con này nha, con có màu này, màu này nha chị nha. Đây. À con này sẽ đây nha. 167 là của chị Hằng Phạm Phạm ạ. Chị Hằng Phạm Phạm inbox cho em đấy nha. Đây nha chị nha. Con này này nó sẽ sau với chị đây nha. Đây, con này chị nào mà tầm 40kg đến 55kg mặc vừa. 40kg 55kg mặc vừa. Con này mã 130 160k. 130 160k. 130 160k. Các chị ơi, các chị chắc chắn được hàng các chị inbox em nha. Áo nhà em đợt này con Lan về rất cực kỳ đẹp nha. Bột 30 là của chị Mina Ngọc Phan ạ. Chị Mina Ngọc Phan inbox cho em đấy nha. Chị nào chốt được mã nào các chị inbox luôn cho em nha. Đây, túi hai bên các chị này. Túi hai bên nha. Con này chị nào mà 45kg đến 57-58kg mặc vừa nha. 45kg, 57-58kg mặc vừa. Con này mã 107 160k. 107 160k. 107 160k. Và đây soi là gì chị? 107 160k. Đây chị nha. Một con màu xám xám. À màu xám xám xưa. 107 là của chị Hằng Phạm Phạm ạ. Chị Hằng Phạm Phạm inbox cho em đấy nha. Khoác len mới về chị nha. Cực đẹp nha. Bán áo len. Khoác len xong em sẽ mang áo len ngắn nha. Đang ngắn lên dài với chị nha các chị in này, đủ loại luôn.
Đây nha, hôm nay chị làm mà tầm 40kg đến 55kg mặc vừa nha. 40kg đến 55kg mặc vừa con này mã 139, 139, 160k. 139, 160k. Ai gọi kìa anh? 139 là của chị Lương Tuy Nguyệt ạ. À. Chị Lương Nguyệt inbox cho em ấy, chị Lương Nguyệt nha. Vâng, đây con này ở trên này cực kỳ sang chảnh, đây này con này nha, cực kỳ xinh luôn. Con này trắng, màu trắng kiểu pha này, cực kỳ sang chảnh này. Con này nha, chị nào mà 45kg đến 57kg mắc vừa, 45kg 57kg mắc vừa, con này mã 163, 163, 160k. 163, 160k đó chị xoay này. 163, 160k. Đấy, thì làm thử luôn đi ạ. Thử luôn đi. Thử cái nào hô chịu ứng thì em chốt luôn, tao chốt luôn. 163. Hello. Đâu đó mà chị ứng. Đấy, chị lấy vòng đây, hai vòng đây. Rồi. 163 là của chị Nguyễn Quế ạ. Chị Nguyễn Quế inbox cho em đấy nhá. Ôi anh, tay con màu hồng này cực kỳ xinh nha, đây này. Sáng hồng cực kỳ xinh, dáng ngắn nha. Con này dáng ngắn nha, không có túi. Con này không hề có túi nha. Đó. Này, chị nào 40kg 50kg mặc vừa. 40kg 50kg mặc vừa nha. Con này chị nào 40kg 50kg mặc vừa. Mã 146 160k. 146. 146 160k. Anh Nguyên. Đây nha, anh ấy đi. Cái này nha, đây cái màu hồng cực kỳ xinh này, màu hồng này không có nắp nha, màu hồng này cực đẹp, nó không có túi. Con này chỉ giả túi thôi chị nha, đây giả túi thôi, không có túi đâu nha chị nha, nắp túi giả thôi. 146 là của chị nào đây? 146 của chị Nguyễn Thị Như Ý nha. Chị Nguyễn Thị Như Ý được 146, chị Nguyễn Thị Như Ý nha. Đây, con khoác này nha. Chị nào mà 40kg, 52, 53kg mặc vừa nha. Con này mã 120, 120, 160k. 120, 160k. 120, 160k. Một hai không là của chị Nguyễn Thị Như Ý ạ. Chị Nguyễn Thị Như Ý inbox kèm đấy nhá. Đây đấy chị nha. Đây, con này cái này dáng giả dạ nhá. Ôi con này, con này chất cực đẹp luôn chị này. Con này dày lắm, chất dày như dạ luôn nhá. Đó, đây, màu xanh thôi, màu nổi sợi nhá. Đây, con này không khác gì là dạ nhá. Chắc chắn một điều con này không khác gì là dạ luôn. Con này nhá. Chị ơi, 146 là của chị Nguyễn Thị Như Ý chị ạ. 146 của chị Nguyễn Thị Như Ý nha. 140 xin lại đi gái. Vậy. Ừ. Bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu? 170 đi, cái này rất dày này. 170 này. Bao nhiêu? Bà cái này là dày mà. Đây này. Bà cái này 170, một cái 120. Đây nha. Bà này 170, một cái 120 vậy. Đây nha. Con này nha, con này mã 166, 160k nha. Con nào mà chất nó dày dặn em sẽ bán 178. Con này nha, 166. Một sáu sáu là của chị Kiều Vi ạ. Chị Kiều Vi inbox cho em ấy nhá, chị Kiều Vi. Đây, mai về, mai lại về lấy ngắn cho mọi xem nhé. Này mới về ít. Chị ở đâu ạ? À? Đây á chị nhá. Đây khóa mới về đây nhá. Lên ngắn mai về gặp nhà. Đây á chị nhá. Con này nhá, túi hai bên màu hồng nhá, dáng ngắn nhá. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa. 139 là của chị Lương Nguyệt chị ạ. Em theo mấy chủ chị nhá.
Các chị ơi, em chốt theo mấy chủ các chị nha. Các chị ơi, các chị chia sẻ livestream cho em với. Các chị chia sẻ lên lên mỗi chị chia sẻ lên 3 nhóm sẽ được miễn phí ship, mua hàng được miễn phí ship 10k nha các chị. Các chị nha, chỉ nhấn 3 nhóm thôi các chị đã được giảm 10k phí ship, tại sao các chị không chia sẻ nhỉ? Con này mã 133 nha, 160k. 133 160k. 133 160k. Đây quá, con hai túi rồi nó đã đầy rồi. Có một túi đã đầy rồi ạ. Được sao? Áo đi đầy kinh khủng khiếp em. Hồ cho em gấp đồ em hỏi chị có đặt ăn gì mà dày vậy. 166 là của chị Kiều Vy ạ. 133 là của chị Hồng Hạnh ạ. Chị Hồng Hạnh inbox cho em đấy nhá. Đây cực to luôn. Đây nó là phòng rộng cả thế không chị? Phòng rộng đấy, cái phòng cụ tè đấy. Kiểu mặc dáng rộng rộng ấy. Kiểu nó đang rộng rồi chị. Đây. Đây kiểu như thế. Rộng nhưng mà ở Việt Nam thì nhưng mà chị có thấy không hiện là sở mới thích không? Sở thích những cái da sắc sọc sọc đấy. Đây này. Con này nhá. Xẻ xẻ gì này. Con này len mỏng nha, phác mỏng nha. Chất mỏng chị nha, con này chất mỏng hơn mỏng quá các con nha. Đây này. Nhưng mà dáng dài nha chị nha. Đây. Con này chị nào mà tầm 40 kg. 40 kg lên 53 là của chị Hồng Hạnh. Chị Hồng Hạnh in giúp em đấy nha. 133 của chị Hồng Hạnh nha. Chị Hồng Hạnh 133 nha. 133 nha. Con này sốt thấy mình không? Em thấy chị nha. Con này 113 nha. 113 160k nha. Đây này. 113 160k. 113 160k. Đây. Con này sẽ xẻ tôi 113 là của chị Nguyễn Hải đang ạ. Chị Nguyễn Hải đang inbox cho em đấy nha. Các chị ơi, các chị chắc chắn chốt hàng, các chị inbox cho em nha. Chắc là nhìn kỹ để chắc chắn chốt hàng này. Mua cái áo đẹp để đi dự tiệc à, đi đạp đi chơi Tết nha chị nha. Hàng này khoác ngày mới về nha, khoác nhẹ nhàng nha. Tết chắc chắn là sẽ có một ngày nào đó đẹp trời nha, khoác nhẹ vẫn khoác được nha các chị nha. Các chị yên tâm. Hàng khoác này mặc cực kỳ đẹp, chất cực kỳ đẹp luôn. Con này nha, chị nào 40 kg đến 52 53 kg mặc vừa. 40 kg đến 52 53 kg mặc vừa. Con này mã 152 160k. Màu gì? Màu ghi này nhạt. Vâng đúng rồi, màu này là màu ghi đó chị nha. Màu ghi sáng nha. Con này mã 152 nha, 160k. Có len ngắn len dài nha, được em bán khoác nghe em vừa về em bán một lúc khoác mà. Rất nhiều chị thích khoác mà chờ khoác mãi mới về đó chị nha. Ôi ôi con này cực kỳ dày luôn trời ơi. Đây chị nào thích len khoác dày thì đây, chính là nó ở đây, màu vàng cực kỳ xinh. Con này dày lắm. Đây này, nó lại có mũ xinh xinh nữa này. Nó có một chiếc mũ xinh cực kỳ xinh đấy. Thấy chưa? Con này cực kỳ xinh luôn đó chị nha. Ôi con này đẹp quá chị, trời. 152 là của chị Kim Bè nhá chị nha. Đây cũng nghĩa là cô te quá trời. Cái đỉnh đế mình mặc nhỉ. Rồi, cái gì cũng để mình mặc thì chắc hay chết. Đây chị nha. Đây nha. Con này cực kỳ cute này, nó có mũ này. Có mũ này, xinh không? Chị Kim Bè inbox cho em đấy nha. Thôi con này đẹp lắm, đứng một lúc các chị ngắm em nha. Các chị chụp màn hình lại đây này, chị nào thích chụp màn hình lại này tí nữa gửi màn hình này cho em này nha. Đây. Con này đẹp cực kỳ. Chất để nói cho nó thằng em mà không em bán hàng nha, đảm bảo cái chất cực kỳ dày như dạ nhở, nhưng mà nó chất đẹp, nó đanh lắm các chị nhá. Đây này, chất đanh lắm. Đây mình đây nhá các chị nhá. Con này cực kỳ cute, vừa xinh vừa cute. Ôi trời, con này cực kỳ đẹp luôn, nhìn đẹp lắm chị ạ. Con này nha, chị nào màu tầm 45 kg đến 56-57 kg mặc vừa. 45 kg 56-57 kg mặc vừa. Đấy các chị này, con này cực kỳ đẹp nha. Con này mã 153 180k nha. 153 180k. Quần áo sắt sắt 153 nha. Ồ này cũng xinh quá, dày quá này. Đây là len kiểu len đan, đằng kia len lì nha. Đây này len đan nhưng mà cực kỳ xinh. 153 là của chị Yến Con Nguyễn ạ. À. Chị Yến Con Nguyễn inbox cho em ấy nha. Chị Yến Con Nguyễn được nha. Đây có len khoác màu xanh gel nha các chị nha. Con này cài được nha. Chị nào tầm chị nào 50 kg đến 60 kg mặc vừa nha. 50 kg đến 60 kg mặc vừa, như em 49 kg em mặc vẫn vừa nha. Em 49 nhưng mà em cứ tầm nói chị nào mà khoảng tầm 40 kg à 50 kg nha. 50 kg đến 60 kg mặc vừa, chị nào mà tầm 47-48 kg vẫn mặc được nha. Đây đây nha, một màu xanh gel cực kỳ đẹp luôn, chất cực kỳ dày nữa chị nhỉ, chất cực kỳ đẹp luôn, đảm bảo với chị nha. Con này mã 114-170k. 114-170k. Con này chất cực đẹp luôn. 114-170k.
Em khoác nghe em đẹp lắm chị ơi, chất này, con này trời ơi, chất nặng chưa, con gái một cái thật là thích luôn đấy. Có đồ răng ngắn nha, màu là đun nha, màu đun răng ngắn nha. Đây, con này các chị ơi, con này khoác nhưng mà nó khóa được nha. Con này có khóa này các chị ơi. Đây. Đây con này sẽ như thế này các chị này. 114 là của chị Hằng Đạt ạ. À. Chị Hằng Đạt inbox cho em ấy nhé chị Hằng Đạt. Đây chị nào thích không? Con này cực kỳ đẹp các chị này. Con này mà khóa nha, khóa không khóa các chị này. Đó, cực kỳ xinh, nó chất gì mà chất cực đẹp luôn á. Con này nha. Con này chị nào 40kg, 55kg mắc vừa. Con này mã 171. Chị không bị ấn đâu ạ. 171, 170k. Chất cực dày luôn. Thế chị là chất phải nói là cực dày, cực đẹp. 171, 70k. Con nào mà dáng kiểu mỏng mỏng thì em sẽ nói mỏng mỏng với chị nha. Con này thì dáng nó không phải là mỏng hẳn mà nó cũng đanh đanh, chất đanh với chị nha. Đây dáng của nó như thế này nha, không phải là mỏng quá mà nó kiểu dạng lì ấy chị. Dày cũng dày nhưng mà lì lì này, đanh đanh ấy. Con này nha, màu xám này, màu xám này các chị này. Con này giả nắp thôi nha, không có túi, chỉ giả nắp thôi. Chị nào mà 40kg. 171 là của chị Anh Huynh Lu ạ. Chị Anh Huynh Quỳnh Lu. Anh Quỳnh Lu, trời ơi. Anh Quỳnh Lu. Chị Anh Quỳnh Lu được nha. Con này nha, con này chị nào mà tầm 40kg, 55kg mặc vừa con này nha. Con này mã 111, 170k. 111, 170k. Chất cực kỳ đẹp luôn. Các chị yên tâm nha, dạ nhà em về, à quên, len nhà em về khoác cực kỳ đẹp nha. Giá hạt rẻ các chị yên tâm. Không lấy đắt, không lấy ấy đâu. À lại ít nhưng mà bán chủ yếu lấy số lượng các chị nha. Các chị mua đông vui và em cực kỳ thích luôn. Giá nhà em giá rẻ nhất trong các loại shop bán hàng si đấy nha. Con này này, màu vàng nha. Hình như giống con, nó giống con ghi vừa rồi nha. Nó giống con ghi vừa rồi nhưng mà con này màu vàng. Con ghi vừa rồi là màu ghi nhưng mà con này màu vàng. Chị nào 40kg, 55kg mặc vừa nha. Đúng rồi đấy, giống con ghi vừa mặc y xì luôn. Nhưng chỉ là có màu một, vàng một, thôi. 111 là chị Nguyễn Thị Như Ý ạ. Con này là màu vàng nha. Con này mã 168, 170k. 168. 168 nha. 168, 170k. Anh em mang cho em một bịch khoác này nữa đi. Thích khoác. Mọi người đang thích khoác. Đi một bịch khoác nữa. Để đây này. Đây nha. Xuân Nguyễn ơi, có thấy chị nha. 168 là của chị Nguyễn Hải Đăng ạ. Chị Nguyễn Hải Đăng inbox cho em nha. Đây nha. Con này dáng kiểu dí lê nha. Có cái này sâu là cái gì này. Đai à. Này đai chị nha. Có đai nha. Này, kiểu dáng có đai này, không biết thắt đai nhưng nó như thế này, túi hai bên. Con này nha, có mũ chị nhờ, con này có mũ này. Chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52kg mặc vừa. Con này mã 150 150k, tại vì nó sắt nách nha. 150 150k. 150 150k. Ôi, phải nói là con này cực dày nữa, chất gì mà dày nặng ấy nhá. Đây chị nha, kiểu dáng như thế này chị nha. Đây, kiểu của nó như thế này, túi hai bên này chị này, kiểu y xì như thế này nha. 150 là của chị Nguyễn Hải Đăng ạ, chị Nguyễn Hải Đăng đấy nha. Một có màu khoác màu đen đấy chị này, khoác màu đen này, kiểu dáng này, kiểu dáng như thế này nha, đó, kiểu của nó như thế này này chị này. Đó, đây nha. Đây, chị nào mà tầm 45kg đến 57-58kg mặc vừa nha. 45kg, 57-58kg mặc vừa nha. Con này nha, con này cài khuy được các chị này. À, con này cài khuy. Đây, nó cài thế này. Có sao mà nó này, nó có cái gì khuy, tại vì em sao lại thích cái khuy đây. Chị nào mà 40kg đến 60kg, à 45kg đến 60kg mặc vừa nha. 40kg đến 60kg mặc vừa này. Đó, con này chất cực kỳ dài này. Kiểu dáng của nó là cái gì này. Đấy, kiểu dáng của nó cực kỳ xinh nha. Đây. Đây nha. Nó ở đây nó có lỗ lỗ giữa giữa này chị này. Đây. Cực đẹp luôn. Đây, con túi hai bên chị nha. Này này, kiểu chéo, cổ chéo này, cài khuy đấy chị nha. Cài khuy nha, chị tháo khoác là khoác được nha.
Đây, con này mã 160 nha. 160. Con này mã 160 170k. Con này dáng tay bo ấy, cái tay bo chung chuông đấy chị nè. 160 170k. 160 là của chị Huệ Phạm ạ. À. Chị Huệ Phạm im bút kèm với nha. Chốt hàng trà sao? Không hiểu hết chị nha. Chị Huệ Phạm im bút kèm với nha. Dạ, chị Huệ Phạm im bút kèm với ạ. Chị Nguyên ơi, hàng của chị Nguyên quên đi chưa? Chị nhớ mã số rồi im bút kèm với nha. Chị vừa cho một quần áo này. Nguyên ạ. Đây nha, một khoác nhẹ nha, khoác này mỏng nha chị nha. Này mỏng như tanh. Đây, kiểu dáng như thế này nha. Con này mỏng nha chị nha, khoác mỏng nha, kiểu giả khăn đấy chị này. Kiểu giả khăn đấy chị nha. Con này dáng kiểu giả khăn nha. Đây chị nha. Kiểu bên một bên tua, một bên không tua này. Giả khăn nha, con này giả khăn đấy chị nha. Con này dáng giả khăn nha. Con này tay áo người dáng giả khăn. Con này mã 154 150k. Mã 154 150k. Một số 3. Đây này. Đây đâu nhỉ? Đây mà. Đá màu trắng. 153. Một 154 là của chị Võ Danh ạ. Võ Danh ạ. Chị Võ Danh im bút cho em nhé, chị Võ Danh. Một con này cực kỳ sang chảnh với chị nhá. Đây, giả như cũng giả khăn đấy chị này, tôi tuồn trước này. Đấy, đáng đẹp chưa? Đây. Đây nha, chị nào mà 40kg đến 55kg mặc vừa nha. 40kg 55kg mặc vừa cái này nha. Chị nào 40kg 55kg mặc con đỏ này cực kỳ đẹp này cái gì này. Con này dáng đẹp luôn. Con này nha, mã 105 160k. 105 160k. Len khoác vừa về với chị nha, chị mua len khoác đi. Xong là hôm nay len ngắn vẫn đang còn, nhưng mà tí nữa chiều chiều tối em bán len ngắn nó về đẹp, nhiều hàng đẹp lắm. Vừa len khoác vừa về đẹp lắm chị nha. Về gặp 105 là của chị Nguyễn Quế ạ. Chị Nguyễn Quế em bốc cho em ấy nha. Chị Nguyễn Quế lại được 105 này anh Nguyên này. 105 này. Con này nha. Con này này. Con này nha. Con này khoác màu đỏ nha. Khoác đỏ ngắn nha chị nha. Con này chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha. Con này mã 159 140k. 159 140k. Con này khoác ngắn nha, cực kỳ dày luôn. 160 105 160. Đúng. Con này rồi là 140. Con này dáng dài nha. Ô, con này cực kỳ 159 là của chị Vân Giang ạ. Chị Vân Giang inbox cho em ấy nhá. Chị Vân Giang nha. Ôi ơi, con này cực kỳ đẹp luôn này các chị này. Đây nhá. Chị nào mà in nhớ mã số và inbox cho em ấy nhá. Chị nào tốt nhất nhá. Dáng ngắn nha, dáng ngắn kiểu lửng lửng ngắn đây nhá. Qua mông này tay lửng nó cái gì này. Con này dáng tay lửng chị nhá. Tay lửng lơ nhá. Con này mã chị nào 40kg 55kg mặc vừa. 40kg 55kg mặc vừa. 153 là của chị Yến Con Nguyễn rồi chị ơi. Chị Yến Con Nguyễn được 153 nhá. Con này mã 156 160k. 156 150 160k. 156 rất cực đẹp như cái gì nha. Ôi rồi, một con này siêu dày luôn. Ôi rồi ôi, 156 là của chị Nguyễn Bình ạ. Chị Nguyễn Bình in bức kèm ấy nha. Đây chị nha, nghe rồi chị Nguyễn này, nghe kìa. Chị Vi Bùi đang nghe kìa. Đây chị nha. Alo, chị ơi.
12 cái à? Vâng, chắc 12 cái đấy. Vâng, em không để ý, không biết. 13 mà nhỉ? Dạ, dạ. Ôi, xảy đi. Đấy chị hoàn lại nó hơi đấy, tại vì không biết. Đấy nha. Vâng. Đây chị này, con này nhá, cực kỳ dày luôn, như dạ luôn. Nhưng mà con này cũng hơi to đấy. Chị nào phải 55kg đến 62kg gì đó. 55kg 62 như em 50kg này. Em 50kg mặc như thế này cũng vừa rồi, nhưng mà nó cũng hơi lỏng lỏng một tí thôi. Thế nên em bảo chị nào mà tầm 1m nào. À chị nào mà tầm... con thấy chị nhá. Tầm 55kg nha. Thằng chị gửi cho em đi ạ. Vâng. Địa chỉ trên... đây, chị nào mà dày, dày này dày lắm, như dạ luôn, không mắc thì dạ luôn này. Chất thích lắm ấy. Nhưng mà chị nào mà 55kg nha, 55kg đến 62kg vừa. Con này mã con này mã 121 170k nha. 121 170k. Ủa chất gì mà dày, nó dày kinh khủng khiếp luôn á. Chị Lê Phương có thấy chị nha? Vâng, 121 là của chị Huế Trần ạ. Chị Huế Trần inbox cho em đấy nha. Vâng, thì chị nhắn đi, em đang bận đến tí nữa tối em gửi lại cho. Được nhá. Đây. Vâng, vâng. Một con khóa nhẹ nhàng đấy chị nha, màu ghi được. Nha. Một con khóa rất nhẹ nhàng màu ghi. Chị nào mà 40kg 55kg mặc vừa nha. 40kg 55kg mặc vừa con này. 121 là của chị Huế Trần inbox cho em đấy nha. Con này nha, mã như con này nhẹ nhàng nha. Con này mã 38 160k. Mã 38 160k. 38 là của Văn Đăng ạ. Chị Văn Đăng inbox cho em đấy nha. Chị Văn Đăng. Đây. Màu vàng cực kỳ xinh nha. Màu vàng cực kỳ xinh luôn chị nha. Đây. Con nào mà chị nào, con này chị nào mà tầm 40kg 50kg mặc thôi nha. Con này chị nào 40kg 50kg mặc vừa nha. Đây. Con quá màu vàng cực kỳ nhẹ nhàng nha. Có túi hai bên chị nha. Con này có túi hai bên nha. Đây. Túi hai bên nha. Cực kỳ xinh luôn. Con này mã 53 nha. Mã 53 160k nha. Con này có mũ chị này. Có mũ đó. Con này có mũ nha. Có mũ, mũ xinh xinh nha. Đó. Chị ơi, 121 là của chị Huế Trần ạ. Con này mã 53 nha. Chị Hoàng Phạm Phạm. Chị ơi, tại vì chị không nhấn 121 ạ. Đọc mã mà chị không nhấn ạ. Mã 53 150k ghi chưa? 53 của chị Nguyễn Hải Đăng nha. Chị Nguyễn Hải Đăng được mã 53, chị inbox cho em nha. Đây. Có màu ghi nha. Có màu ghi này nha các chị này. Cài được khuy nha. Con này cài được khuy các chị nha. Con này cài khuy xuống đây nha. Nhưng khoác này. Đây. Túi hai bên nha các chị. Túi hai bên. Con này chị nào mà 40kg đến 55kg mặc vừa nha. 40kg 55kg mặc vừa. Con này mã 47 160k. Chị nào các chị ơi, em đọc mã chị chốt nhớ mã nha. Nhớ mã các chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Con này mã 47 160k. Hôm nay khoác nha, em về em bán một buổi khoác nha. Thôi mà tối phải về lên ngắn nhiều, em để bán sang ngắn ngắn các chị nha. 47 là chị em hàng còn, nhưng mà chị hàng bạn bạc inbox cho em ấy nha. Nhiều mẫu đẹp thì em bán nha. Giờ em bán lên ngắn cho đẹp, nhắn lên dài vừa về nha. Đây, con khoác màu ghi mẹ nhà nha. Chị nào mà 40kg, 55kg mặc vừa nha. 40kg đến 55kg mặc vừa. Con này mã 39 nha. 39 160k nha. Em nhìn thấy chị Trần Phụng nha. Chị Trần Phụng nha. Mã 39 160k. 39 160k. Các chị chia sẻ livestream cho em đấy nha. 105 đấy mà chị đánh bảo em đi nha. 105 đấy đó. Là 160. Ôi, mã 39 là của chị Yến Yến ạ. Chị Yến Yến inbox cho em đấy nha. Cực kỳ xinh cái này này. Chất nó là chất lì này. Đanh lì luôn đó chị này. Nhìn chị tên nó nhận nhớ. Mã số chị inbox cho em đấy nhá. Con này chị nào mà tầm
40 kg đến 50 kg thôi nha. Chị nào 40 kg đến 50 kg nó mặc vừa nha. Đây, con này mã 48 160k nha. Ủa con này đẹp không chị này? Mã 48 thôi chị nha. Chụp màn hình lại như nào? Con này nào, mã 48 160k. Chất đanh này. Thích 48 160k. Anh lấy em một bình này đi. Mã 48 là của chị. Mã 48 là của chị Anh Quỳnh Lu ạ. Chị Anh Quỳnh Lu được mã 48 nha. Con này ở đây tí em ship tốt cùng hai cái nha. Đây. Một cái màu xanh nha, màu xanh vàng nha. Màu xanh vàng nha chị nha. Con này chị nào mà tầm 40 kg đến 55 kg mặc vừa nha. 40 kg đến 55 kg mặc vừa. Con này mã 36 160k. Mã 36. Ba cháu 160k. Đó, vừa bung ra nha. Rất cực đẹp nha. Lên nhà em vừa về đấy, mấy năm nay vừa về vừa đẹp vừa xinh. Chị ơi, mã 48 là của chị Anh Quỳnh Lu ạ. Chị Anh Quỳnh Lu đầu tiên nhé chị nha. Đây nha, con này như thế này chị nha. Đây, 36 là của chị Văn Đăng ạ. Chất cực đẹp luôn các chị nha. Đó, màu cực đẹp đúng không? Con này mặc màu nhìn da của em này đang đen thành trắng. Đây nha. Đây ạ. 36 là của chị Văn Đặng chị nha. Chị Văn Đặng inbox cho em với nha. Con này kiểu đi lê hay này, kiểu dáng kiểu da ai kiểu mặc trắng trẻ trung đây này. Con này nha, chị nào 45 kg, chị nào 45 kg đến 57 58 kg mặc vừa nha. Mã 21 160k. Mã 21. Mã 21 160k. Ôi xài đi. Mã 21 là của chị Huế Phạm ạ. Chị Huế Phạm inbox cho em đấy nha. Đây chị nha. Này, dáng của nó này không có túi, con này không có túi chị nha. Đây, dáng kiểu như thế này nha các chị nha. Kiểu nó là như thế này này các chị này. Màu xanh than nha. Màu xanh than đấy chị nha. Màu xanh than trắng nha. Chứ không phải xanh than đậm đâu nha. Màu này là màu xanh than sáng Linh này. Hòa. Em có thấy chị nhé chị. Con này nha, chị nào 40 kg đến 56 57 kg vẫn vừa nha. 45 kg đến 56 kg mặc vừa thôi. Con này mã 13 nha. Mã 13 160k. Mã 13 160k. Hôm nay các chị không chia sẻ cho em đúng không? Hôm nay các chị không chia sẻ em buồn lắm. Đây. Một con khoác nhẹ nhàng các chị nha. Mã 13 của chị Loan Nguyễn ạ. Chị Loan Nguyễn inbox cho em đấy nha. Đây nha chị nha. Con này nè, hòa tiết như thế này chị nha. Kiểu này, kiểu các chị được này. Con nào thì nhớ mã số inbox cho em đấy nha. Ở dưới gấu cũng như trên đây ấy chị nha. Cũng kiểu hòa tiết như thế chị nha. Con này chị nào mà tầm 40 kg 52 kg mặc vừa. 40 kg 52 kg mặc vừa. Con này mã 08 150k. Mã 08 150k. Mã 36 là của chị Văn Đặng ạ. À. Chị Văn Đặng được mã 36 chị nha. Thấy chị Thanh Phạm nha. Chị Thanh Phạm ơi, em thấy chị nha. Chị chốt hàng đi nha. Chị ưng con nào chị chốt con đi. Chốt nhanh tay mạng khỏe vào của các chị kia dành hết đó. 08 là của chị Trang Võ ạ. Chị Trang Võ inbox cho em đấy nha. Con này có túi thì nha. Ôi. Chị ơi, bên này có túi mà bên này túi thủng mất rồi. Này túi bị thủng rồi. Cái gì ạ? À? Một bên bị thủng túi rồi. Con này bị một bên không có túi nha, một bên lại có thành có túi nha. Cho nên là em sẽ giảm tiền nha. Con này chất cực đẹp luôn này, nhưng mà bên này không thủng, bị thủng túi này. Đó, đấy giờ. Nó có túi nhưng mà thành thủng túi chị nha. Đây, con này còn bên này túi lành nha. Đó. Con này nha. Con này em bán này. Con này mã 28, chị nào lấy em vẫn nói mã 28. Chị nào mà 40 kg đến 55 kg mặc vừa, mã 28 140k thôi. Vì em giảm thông tiền cho các chị đi sửa túi nha.
Con này mã 28. 140k. Mã 28 là của chị Lê Thúy ạ. Chị Lê Thúy book cho em đi nhé, chị Lê Thúy. Đây một con này khoác dày cực dày giống dạ nha, con này cũng giống dạ cái gì này. Chất dày lắm, con này chất dày này. Con này chất dày cái gì nha. Con này là cái cúc này cái gì này. Dày dặn nó dáng đẹp lắm, trời ơi. Nhiều con nó xuất sắc kinh khủng khiếp. Đây cái gì này. Con này cực đẹp luôn nha, chất cực kỳ thích. Đây, con này nha, con này thì nào chị nào 48kg đến 58kg mà vừa, 48kg đến 58kg mà vừa. Đẹp quá, như dạ luôn. Ừ, như dạ luôn. Con này nha, con này mã 29 180k nha. Con này thích mã quá. Mã 29, con này cực đẹp luôn. Chị comment à, chị comment không phải đâu ạ, à. Máy chị cho chị lên đầu thôi. Mã 29 180k, con này đẹp lắm. Bùi Hiền 28 cực kỳ đẹp luôn. Chị nào 48kg Bùi Hiền được mã 28 ạ. Vừa nha. Bùi Hiền quá mà. À, đây, hết rồi, hết rồi. Con này mã 29. Thành tóc, thấy chị Thành tóc nha, chị Thành tóc. Lúc nào em cũng thấy chị luôn ạ. Chị đợt này mạng hơi kém ạ. Chị thấy mạng đi nha. Mã 29 180k. Con này đẹp lắm, yên tâm chốt hàng đi. Mà. Chị Đinh Trường có thấy chị nha, chị Thành tóc ơi, em có thấy chị nha. Em thấy chị Nguyễn Thị Hồng ạ. 29 của cô Nhánh Lu nha. Các chị ơi, các chị cho chốt hàng, các chị chắc chắn các chị chốt hàng, các chị inbox cho em nha. Con này thả như thế này nha. Con này khoác như thế này nha. Đây, khoác cái này túi này. Khoác cái này túi cho chị nha. Con này bẻ khoác cái này túi cho chị nha. Đây, kiểu dáng của nó như thế. Nhưng mà chị nào thích này, con này nó xanh riêng cho chị nào mà thích cài này. Kiểu tròn tròn đấy ạ. Đây. Cái bấm cho chị nha. Đó. Chị nào thích cài là cài thế này nha. Cài thế, đó. Con này chị nào 40kg, 55kg mặc vừa nha. 40kg đến 55kg mặc vừa. Không thích cài thì mở cài ra nha. Con này có cài bấm nha. Cực đẹp nha, túi hai bên. Con này mã 04 nha. 04 160k nha. Mã 04 04 160k. Ôi, khoác đẹp quá này. Màu đẹp nổi chứ này. Màu tím đen chị nha. Màu tím đen chị nha. Chất cực kỳ đẹp. 29 là của chị nhãn Anh nhìn luôn. Lô chị ạ. Đanh cực kỳ luôn. Chất cực kỳ đẹp luôn. Ồ, con này như mới. Cái đẹp em cho trả lại nhá. Ừ nha. Con này nha. Con này chị nào mà tầm 45kg đến 56-57kg vừa nha. 45kg đến 57-58kg vẫn vừa ấy. Không bốn là con này của chị Linh Béo chị nha. Linh Béo ạ. Chị Linh Péo được mã 04 nha. Chị nào được mã nào chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Con này mã 34 100. Hàng quen cho đi rồi nha. 34 160k. Hàng quen cho đi rồi nha. 160k mã 34. Hôm nay chị nào chốt được thì bố chốt cố. Chốt được 2 cái để đi luôn nha. Nhà em không giữ nhận giữ hàng nữa nha. Có mấy chị nhận giữ hàng xong rồi cuối cùng quay lại bảo lấy hàng. Nhưng mà bây giờ mất hàng các chị để bảo là không giữ cho chị thế này nọ ngại lắm. Đây mã 34 là của chị Huê Đinh ạ. Chị Huê Đinh inbox cho em đi nha. Chị Huê Đinh được mã 434 nha. Con phát màu nâu tây chị nha. Đây. Màu nâu tây cực kỳ xinh nha. Chị nào 45kg đến 56-57kg vừa nha. 45kg 56-57kg vẫn vừa nâu tây này nha. Mã 50 nha. Mã 50 170k nha. Mã 50. Mã 50 170k. Một con khoác nhẹ nhàng nha. Nhắn tin màu xanh tính cao đi rồi à. Chị nào nhỉ? Chị Nai. Đi chị book cho em nhá. Chị nào bảo thêm gì Nai nào? Nai dạ. Hải đúng không? Không phải chị Nai Hải không? Rồi. Nai Hải có một cái nó còn một đơn đấy mà. Ừ, đi rồi. Có màu xanh này nha. Đây, màu xanh này nha.
Đây. 350 là của chị Hà Lương Khô ạ. À. Chị Hà Lương Khô inbox cho em với nhá. Chị Hà Lương Khô nha. Được mã ăn bao nhiêu? 50 nha. Con này nha, chị nào 40kg đến 52kg mắc vừa nha, có nhẹ nhàng nha. Con này mã 10 160k nha. Mã 10 160k. Nói là cầm cái áo lên mà em thích cực kỳ luôn, em thích nó dày. Áo len ngắn có nha. Đây, túi hai bên chị nha. Con này này, len ngắn này, len ngắn lửng lửng này. Chị Hồng Nguyễn Mai có thấy chị nha. Chất cực thích nha. Chất chị Linh Hòa có thấy chị nha. Mã số 10 là chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh được chị nha. Thả tay ra đúng hơn em đừng có sẵn đây nhau không phải. Thả nha. Chị nào 40kg 52kg mặc vừa con đen này nha. 40kg 52kg mặc vừa nha. Con này mã 37 160k. Mã 37. Còn còn mấy bịch len ngắn này nữa. Lên. Nhiều hai bịch. Thầy lên khoác. Nay chiều nay bán anh khoác nha. Con này nha, ủa màu hồng dày quá nè. Chị Xuân Nguyễn em thấy chị nha. Chất thích lắm ơi chị ạ. Sở thì mà đẹp đam mê luôn. Đam mê chất cực kỳ đẹp. Đây. Gần này. Này. Đây nha. Mã 37 là của chị Thanh Huệ ạ. Chị Thanh Huệ inbox cho em ấy nha. Không khác gì là dạ luôn đó chị ạ. Hẳn đây, dày lắm. Con này nha, chị nào mà tầm 40kg, 55kg mặc vừa nha. 40kg, 55kg mặc vừa. Mã 73, 170k. Mã 73 170k, chất gì mà dày dặn kinh khủng khiếp. Mã 73. Mã 29 là của chị Anh Huỳnh Lu ạ. Em kéo lên rồi ấy chị ạ. Anh Quỳnh chứ. Vâng, anh Quỳnh Lu ấy. Ủa, anh Huỳnh. Màu hồng nhẹ nhàng nha. Một con hồng màu nhẹ nhàng, màu hồng phấn nha chị nha. Túi hai bên. Đó, chị nào 40kg, 52, 53kg mắc vừa này nha. Con này chị nào 40kg, 52, 53kg mắc vừa. Mã 73 mà... là chị Phan Phương Thúy á. Phan Phương Thúy. Thúy. Phan Phương Thúy nha, khi đọc như thế là chị ta Phan Phương Thúy nhưng mà ghi không giống ở đấy. Con này nha, con này mã 24 160k nha. Mã 24 160k. Mã 24. Hello, mọi người từ nãy giờ không chia sẻ cho em phải không? Chia sẻ live stream cho em đi nào. Buổi trưa vui vẻ nha cả nhà. Một cuối tuần chủ nhật vui vẻ nha. Con này này, em là người bán hàng em chỉ là nhớ. Con này nó có một con giống như y xì như thế này, sinh đôi nhá chị. Em bán lúc nãy rồi, đầu tiên hay sao ấy, giống y xì con vàng này luôn. Có một con xám nữa cơ, màu xanh nữa cơ, ba con giống nhau nhưng mà con này màu vàng là 24 giống của chị màu Phương vàng. Dung ạ, chị Phương Dung inbox cho em ấy nha. Bán hàng nhớ như in. Con này nha, con này chị nào mà 40kg, 55kg mặc vừa nha. Con này chị nào 40kg, 55kg mặc vừa, con này có mũ nha. Con này mã 16, 160k. Mã 16, 160k. Chị Thúy Hà Lê là có thấy chị nha chị nha. 24 là của chị Phương Dung ạ. Chị Phương Dung inbox cho em ấy nha. Đây chị ơi. Một có màu ghi xám nha. Ghi xám nha chị nha. Con này cài khuy được các chị nha. Các chị cài khuy thì cài nha. Mà thích khoác thì khoác nha. Đây. Chị nào mà 40kg, 55kg khoác vừa nha. Mã 16 là của chị Nguyễn Trâm ạ. Chị Nguyễn Trâm inbox cho em ấy nha chị Nguyễn Trâm. Chị nào chốt hàng các chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Con này này nhẹ nhàng nha. Con này dáng mỏng nha. Len mỏng nha. Con này nhẹ nhàng màu ghi xám. Thích cài thì cài nha chị nha. Cài thì cài mà khoác thì khoác nha. Con này mã 71 160k. Mã 71. Hàng vừa về nó thẳng thưng này. Thơm lừng luôn. Di lê này, ôi dồi, di lê này cực kỳ đẹp luôn, chất cực kỳ dài.
Chị Lê Hồng, em thấy chị nhá. Con di lê này nhá, chị nào mà tầm 45kg đến 55kg, 57kg vừa nhá. 45 đến 55, 56, 57kg vẫn vừa nhá. Đây, cài cổ cao rồi các chị nhá. Đấy, kiểu dáng như lê cặp xinh xắn. Mà chứ, cái này nhá, cái này không có túi cả nhà ơi. Đây, nó xẻ xẻ như thế này nhá. Xẻ này, đó. Này xẻ mã 71 là út mi ạ, chị út mi inbox cho em đấy nhá. Con này dạ như dạ luôn nha, con này dáng như dạ nhưng mà di lê nha, kiểu tay di lê nha. Con này chị nào mà 45kg, 56, 57kg mặc vừa nha. Mã 71 là chị con này... út mi được nha chị nhá. Chị út mi được á? Ừ. Út mi được mã mấy? 71 nha. Con này mã 25 160k nha. Mã 25 160k nha. Mã 25 160k. Chất dày như dạ luôn. Một con màu nhẹ nhàng nha. Một con màu nhẹ nhàng hiền hiền nha. Đó. Có mũ nha các chị. Con này có mũ nha. Con này có mũ cực kỳ xinh. Chị ơi chị cứ inbox đi ạ. Tí nữa không còn về xong đâu. Hoa thế là đẹp. Con này. Con này nha. Này đẹp không? Em mắc vừa rồi. Con này nha. Nhìn như khi là gì là gì này. Con này nha. Con này mã 25 là Thúy Hà Lê ạ. Chị Thúy Hà Lê inbox cho em đấy nha. Không biết Hương Ngọc sắp đi để đâu. 25 của Thúy Hà Lê nha. Con này nha. Hương Ngọc sắp đi để đâu nha. Hương Ngọc sắp đi rồi, giờ ấy giờ đi. Ở đây hình như đây này này, xin tiếp lấy cho thầy hình cho em. Con này nha. Chị nào 40kg, 55, 56kg mặc vừa nha. Con này mã 03 nha. 03 160k nha. Mã 03 nha. Mã không về đâu. Thì này cái nào nó ngắn vừa em lụ. Ôi giày gì mà dặn thế. Mã 25 của chị Lê Hồng ạ. À, chị Lê đã. Dạ 25 là Thúy Hà Lê ạ. À, em nhầm ạ. À. Mã 03 qua là của chị Viu Anh Trần Dinh ạ. À. Chị Viu Anh Trần Dinh Dinh xinh. Inbox cho con em nhá. Này à. Xinh quá chị ạ. À. Cái này màu nhìn cũng dễ thương chứ, một kiểu dáng nó tranh tỉnh nhỉ. Này. Dáng như chị là đẹp nha. Đây này. Kiểu đẹp luôn nha, trẻ màu cực kỳ đẹp luôn. Chị nào 45kg đến 58kg mắc vừa nha. 45kg, 57, 58kg vẫn vừa nha. Con này cài khuyên một cúc vào đây cái gì nè. Màu xanh cực kỳ dễ thương. Con này mã 23 170k nha. Mã 23 170k nha. Chất cực kỳ đẹp luôn các chị này. Mã 23 170k. Mã 23 là của chị Tường Vi ạ. Chị Tường Vi inbox cho em với nha. Đây các chị nha, một con hoa hồng nhẹ nhàng nha. Hoa hồng nhẹ nhàng này chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa cái này nha. Đây, thuốc của em đây. 40kg, 50kg mặc vừa nha. Các chị nha. Màu hồng tím. Con này mã 01, 160 nha. Mã 01 160k. Mã 01 160k. Mã 01 là của chị Phan Hoàng Anh ạ. Chị Phan Hoàng Anh inbox cho em với nhá. Từ đầu đến chi cuối. Em bán áo khoác nào em nhớ gì in. Con này có một con sinh đôi đấy nha. Nụ em nhìn thấy Phan một con sinh đôi inbox cho em đấy nhá. Chị nào nói chưa chốt được con này chốt nhanh tay đi nhá. Nó có một con đi xì như thế này các chị nha. Đây nó khoác như thế này này. Một con màu xám đi xì như thế này luôn. Hai con đông nhau. Con này chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. Con này mã 36 nha. Mã 36 160k. Mã 36 160k. Mã 36 là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. Màu gì mà vàng trắng cái gì ạ? Màu này màu vàng trắng.
màu vàng trắng cho chị nha. Hello, đây nha, một con màu vàng, cái sọc màu vàng vàng trắng trắng, cái tiều mỏng mỏng thôi. Con này một lớp mỏng mỏng đó chị nha, quá nhẹ nhàng nha. Đây không có túi đâu, nó chỉ giả túi thôi. Con này chị nào mà tầm 40kg, 55kg mặc vừa nha. 40kg, 55kg mặc vừa. Đen mỏng. Con này mã 40, 150k. Mã 40 là của ngày vắng em ạ. Chị ngày vắng em inbox cho em đấy nhá. Con này khoác này màu xanh rêu với chị nha. Đây. Chị nào mà 40kg 55kg khoác vừa nha. 40kg 55kg khoác vừa cái này nha. Đây, xẻ cái gì nè. Con này mã 11 160k, mã 11. Các chị chia sẻ livestream cho em ấy nha. Áo ngắn đi chị, có áo ngắn nha. Hàng khoác thì chị vừa về. Chị bán áo khoác không à. Nếu mà bán áo sớm thì chị sẽ bán áo khoác len ngắn. Còn công thì tối chị bán len ngắn nha. Len ngắn thì nhà chị tí nó về cũng nhiều lắm. Mã 11 là ngày vắng em ạ. Chị ngày vắng em inbox cho em ấy nha. Chị nào chốt được hàng các chị inbox cho em nha. Một con màu xám này, sáng tay này. Đó, xin nhớ chị ơi. Con này nha, chị nào mà 40 trên 40 kg này, trên 40 kg đến 52 kg mặc vừa nha. 40 kg 52 kg mặc vừa. Con này mã 32 160k. Mã 32 160k. Các chị chia sẻ livestream cho em với nha. Yêu thương em thì chia sẻ livestream cho em với nha. Để cho mọi người đông vui được vào mua áo siêu rẻ siêu đẹp của em nha. Con màu tím chị ơi. Màu tím nha. Màu tím trung thủy các chị nha. Trung thủy nào, màu mã 32 là của chị ngày vắng em ạ. Chị ngày vắng em inbox cho em với nha. Chị chốt được mã nào chị inbox luôn cho em ạ. Không tí nữa quên ạ. Chết rồi, dây nó bị tụt vào, tí nữa em móc ra đâu nha. Cái này, ở đây này có cái dây mà nó tụt vào chỗ này đây rồi. Thì em phải lấy cái dây em thủ nó ra. Chị nào lấy thì em vẫn đun vào ra đây nha. Đây thì em vẫn đùi vào thủ nó ra cho chị nha. Con này nha, có dây ở đây để rút nha. Nhưng mà em cầm cái này em rút lỡ nó sang bên này mất rồi. Thì em phải lấy cái gì em đùn nó sang. Đây này, cái dây này nó có thắt lưng sang này. Kiểu như thắt eo ấy, cái gì bó vào ấy. Đây, con này chị nào mà 40kg 55kg mặc vừa nha. 40kg 55kg mặc vừa. Mã 51 nha. 160k mã 51 nha. Mã 51 160k. Một con khoác màu xanh nha. Màu xanh nha. Nhưng mà con này nhỏ nhỏ nha. Con này chị nào mà 40kg đến 47-48kg mặc vừa nha. Chị nào 40kg đến 47-48kg mặc vừa. Mã 51 là của chị Bùi Thảo ạ. Đây màu chị xanh Bùi nha. Thảo inbox cho em đấy nha. Đúng rồi, giọng em khỏe lại rồi. Đúng rồi chị Thúy Hà Lê ơi, giọng em đã khỏe lại rồi, chỉ cần 2 ngày nữa giọng em sẽ bị đánh đá như xưa nha. Bình thường là giọng của Hồ Ngọc Hà, của Hà Thiên Lộn nha. Nhưng mà chỉ cần 2 ngày nữa thì giọng em sẽ trở thành giọng của vong phù thủy ác độc nha. Con này nha, đây mã 22 chị nha, 160k mã 22. Mã 22, 160k. Giọng em đã khỏi nha, em đã khỏi, đang khỏi ốm các chị nha. Màu hồng đó chị nha. Mã 22 là chị của chị ngày nằm. Ngày vắng em ạ. Chị ngày vắng em inbox cho em đấy nha. Chị nào chốt hàng được inbox cho em nha. Đây, con khoác màu hồng trà hồng y này. Đây, đằng sau nó có dây cái gì nha, nó có đai nha. Con này đằng sau có đai nha. Đây. Con này chị nào mà 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52kg mặc vừa. Con này mã 18 160k nha. Mã 18 160k.
12 160 ca. Chỉ còn 15 chiếc khoác nữa thôi là em sẽ bán sang Outland nha. Mã 15 mà 18. Mã 18 của chị Bùi Thảo nha. Mã 18 là của chị Bùi Thảo ạ. Chị Bùi Thảo inbox cho em ấy nha. Đây nha. Một con caravan nha. Con này nha, con này chị nào mà 40 kg, 50 kg mắc vừa nha. Màu rêu á chị nha. Con này kiểu tua tua này, kiểu dáng tua tua các chị này. Đó. Chị nào 40 kg, 50 kg mắc vừa nha. Con này mã 91 160k nha. Mã 91. Mã 91 160k. Bán luôn à? Bán luôn mà. Mặc thử cho đấy là người mẫu rồi. Thì làm sao mà bà già mặc vừa. Mã 91 là của chị Ngày Vắng Em ạ. À. Chị Ngày Vắng Em inbox cho em đấy nha. Chị nào chốt được hàng á chị inbox cho em nha. Đây, chốt hàng Văn Minh á chị nha. Chị nào chốt được inbox cho em địa chị Ngày Vắng Em inbox cho em đấy nha. Chị hôm nay được nhiều ạ. Chị inbox mã số chị nhớ nha. Con này nha, kiểu sọc các chị này. Đây túi hai bên các chị nha, túi hai bên kiểu dáng sọc nha. Màu tím kẻ trắng nha. Màu tím kẻ trắng các chị nha. Con này chị nào 40 kg, 52, 53 kg mặc vừa. Mã 75 160k. Mã 75 160k. Đây cô đang bán ra. Quảng cáo luôn, cho bán luôn. Thế có người luôn nhỉ? Chắc này là có hết việc rồi nhỉ? Bà được lên Facebook rồi đấy. Rồi. Mã 75 là của chị Nguyễn Đao ạ. Bác mới mua khóa. Chị Nguyễn Đao inbox cho em với nhá. Xem có cái màu nào khác không? Bác mặc màu nào đổ lô ấy thì nó hợp. Ừ, đây đang tìm đây. Đây, ở đây ra bà cứ gặp phòng này. Ừ. Con này nhá, con này khoác nhá. Đây máy lên này. Đây này. Con này khoác màu xanh coban nha chị nha, màu xanh sáng nha. Đây, chị nào mặc 40 kg đến 55 kg mặc vừa con này nha, chất cực kỳ dày nha. Con này chị nào 40 kg đến 55 kg mặc vừa. Con này mã 14 nha, 14 170k nha. Mã 14 170k. 75 mình trước mà, chị Út Mi đâu được trước đâu. 75 là của chị Nguyễn Bao ạ. Chị nào trước em đọc trước nha, chị nào sâu em đọc sâu nha. Không phải chị nào trước mà em đọc trước, à đọc sâu mà em đọc trước đâu. Con này khoác ngắn nha. Mã 14 là của chị Diệp Tuyết ạ. Chị Diệp Tuyết inbox cho em đấy nha. Khoác ngắn ngắn. Em xem cái kẻ. Đây. Con này, đúng rồi, bác mặc cái đấy vừa ấy. Đấy, cởi bớt áo nhiều. Con này nha. Một đống áo. Đây, con này này kiểu nhẹ nhàng, mỏng mỏng nhẹ nhàng nha. Mặc váy không khoác ra ngoài nha. Dạ. Mặc váy không khoác. Chị ơi em kéo rồi đấy chị nha. Em kéo nhìn rồi nha. Vâng vâng ạ, chị khoác mà. Em thấy chị Thanh Phạm nha, Thanh Phạm cứ xem đi. Rồi chị này này áo ngắn nha. Đây. Vâng. Được cái này đi. Con này nha. Con này chị nào mà tầm 40 kg, 52 kg mặc vừa nha. Con này mã 19 nha. Mã 19 160k nha. Mã 19 nha. Mã 19 160k nha. Một là quần bó cũng được. Màu nâu tây ấy nha. Một đơn 2 ra làm nhanh mà cái lúc mạng này bạn sắp đi đấy, về đâu rồi? Đó là chỉ là người đẹp đẹp thôi. Đến nó xuống ngoài kia rồi. Đây nha. Con này màu nâu tây ấy chị nha. Đây. Mã 19 là của chị Hạnh Huỳnh ạ. Chị Hạnh Huỳnh inbox cho em ấy nha. Chị nào chốt được mã nào các chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Đây màu nâu tây ấy chị nha. Màu nâu tây kiểu dáng cực kỳ đẹp nha. Con này mã của chị nào mà tầm trên 40 kg đến 55 kg mặc vừa nha. Trên 40 kg đến 55 kg mặc vừa. Cái bà bà thử. Đâu cái này khác. Rồi, cái bà bà thử. Con này nha, mã 410 nha. 410 160k nha. 410 đúng. 410 nha. 160k nha. 410 160k. Béo ạ. 410 là của chị Nhật Hào ạ. À. Chị Nhật Hào inbox cho em đấy nhé chị Nhật Hào.
Chị nhận hàng được 410 đó chị nha. Chị nào chốt hàng được các chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Chỉ còn 10 chiếc khoác nữa thôi là nhà em khoác lại ngày mai hoặc ngày kia mới về nha. Đây, màu xanh nha. Con này kiểu dáng hơi xòe xòe một tí nha chị này. Đó. Con này khi bấm cái chị nha. Chị nào 40kg, 50kg vừa nha. 40kg, 50kg vừa nha. Cái này chị em mình đẹp này. Cái này 40kg, 50kg vừa nha. Đó, kiểu dáng của nó đây các chị này. Đó nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa. Con này mã 434 nha, 160k. 434, 160k. Không có chị nào đây. Có tải. Sao anh không thấy nhỉ? Cái này mặc ấm mà. Không, cái này thì mày mặc không nhìn thì bố. Em đơn của bạn ấy của chị nào nhỉ? Không được. Em đơn bạn ấy của chị nào nhỉ em nhỉ? Gì? Đơn Shopee ấy, em bỏ đâu, Linh Linh em bảo bỏ riêng lúc lúc nhá. Đơn Shopee ấy, em đang lên lấy này. Đến lấy hàng á? Ờ, đơn Shopee kia đâu? Đơn mà... Ừ. Mã đấy hả? Ừ. Em ném hết ngoài kia cả. Ừ, thấy một cái nào luôn. Em ném ngoài đấy rồi. Alo ạ. Cho đi mà không cần mã à? Đã không được đâu chị ơi. 434 là của chị Lê Thanh ạ. Chị Lê Thanh inbox cho em đi nhé chị Lê Thanh. Có bút không? Đợi bây giờ đọc mã đây ạ. Có bút em không biết đâu chị. Đang bật đăng kia rồi. Hôm nay nha. Đây bác xem đi. Được không? Không mặc áo con. Đúng rồi mà áo con mà. Em mặc thì nó mới đẹp, nó mới ấy cái bụng lên. Cái này không mặc áo con được đấy, cái này mà cũng được. Đúng không? Cả nhà chia sẻ livestream cho em với nha. Các chị chia sẻ đấy cho em 3 lần trên các nhóm. Em sẽ giảm 10k phí ship nha. Con này nha, chị nào mà 40kg đến 47-48kg mặc vừa thôi nha. Em 49kg mặc cũng hơi ngắn tay nha vì em cao. Con này nha. Con này 451 nha. 451 160k nha. 451 nha. 451 160k. Các chị cần xem em khoảng 7 chiếc khoác nữa thôi là hết khoác nha. Ngày mai hoặc ngày kia nó mới về nha. Mã 451 là chị Vũ Phương ạ. Chị Vũ Phương inbox cho em ấy nha chị Vũ Phương. Đây, một chiếc khoác cực kỳ xinh nha, màu xám nha. Màu xám bên trong là màu vàng á, phối vàng các chị nha. Đây này. Đó, màu xám các chị nha. Màu xám. Đó. Con này chị nào mà tầm 40kg đến 55-56kg vẫn vừa nha. Con này mã 457-160k. Có mà em để ngoài đấy mà. 45. Em để ngoài đó. 457-160k. 457 là của chị Anh Quỳnh Lu ạ. Chị Anh Quỳnh Lu được 457 nha. Chị nào được mã nào chị inbox cho em luôn nha. Đó. Con này này chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh nha. 40kg đến 50kg nha. Chị nào 40kg 50kg mặc vừa nha. Em 49kg mặc vừa nữa chị này. Chị nào mà 40kg 55kg 40kg 50kg mặc vừa nha. Con này nha. Con này mã 160k. Con này nha. Con này chị nào mà 40kg 50kg mặc vừa. Con này mã 425 nha. 425 nha. 425 160k. Nó bảo cái này có được không? 425 rồi, 425 xem lại. 451 là của ai á? 451 của chị Vũ Phương. Chị Vũ Phương không lấy nữa thì chị Phiên Chiều nhá chị nhá. Chị Phiên Chiều chị lấy thì chị ok nhá chị nhá. Chị Phiên Chiều chị nào lấy 451 thì ok chị Phiên Chiều nhá. Phiên Chiều nhá. Chị nào chắc chắn chốt hàng á chị inbox à chị chốt hàng nhá. Cái này chị rộng thật đấy. Cái màu tối cũng được. Đấy cái màu này cũng được. Cái lê à? Không, cái không còn khoác á. Nó còn hai cái đó. Cái này nha. Cái này nha. Cái này của ai đây? Ủa, anh nói bán đó. 425 là của chị Vũ Phương ạ. À, để Thúy Hồ được cái mà. Cho Thúy Hồ một cái, chị Thúy Hồ được. Cái này cũng là khoác à?
Đây nhá chị nhá. Chú có thể mặc thử đi, con mặc thử lên. Cái này chị nào mà tầm 40kg đến 52kg mặc vừa nhá. Con này màu xanh kiểu không có chuối các chị nhá. Con này con này mã 455 nhá. 455 455. Con này mã 455 160k. 455. À, thì đừng áo nhá. 455 160k. Nghe nó bán hết, nghe nó bán hết rồi. Chưa, chưa đây chỗ này chị cô chọn là bán. Số 55 455 chứ. Đây là áo giả. 455 là số 55 nào. 455. Giờ này cuối mùa giáo hết rồi, bình thường là 455 là của chị. Vâng, cơ thể bán rồi. Cái khoác này của chị nhá. 455 là của chị Thanh Phạm ạ, chị Thanh Phạm đi bút chèm đấy nhá. Không. Các chị nào chốt chắn đốt hàng các chị inbox cho em nha. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Muốn khoác này cả là vàn chưa chị. Cái này này lòng lăn này. Khổ báo trường mỗi giáo. Cái này nha. Chị nào mà tầm 45kg đến 57-58kg mặc vừa. 45kg đến 57-58kg mặc vừa. Con này mã. Con này mã 433-160k. 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 Còn duy nhất 3 chiếc khoác thôi. Giờ em sẽ bán 3 chiếc khoác nữa là em bán thêm còn vài cái len thôi nha. Vài cái len là em nghỉ thôi, tối gặp với chị nha. 433 là của chị Phương Dung ạ. Chị Phương Dung inbox cho em ấy nhé chị Phương Dung. Chị đọc mã thì cô thử, không có thử cái giá động đâu. Cái này cài cung như thế này cho mắt mềm cho đọc mã đâu. Cái này bác không mặc vừa đâu. Không vừa. Cái này nhỏ nhỏ. Cái này nhá. Cái này chị nào mà 40kg, 50kg thôi em mặc này. 40kg. 40kg, 50kg cho chị nhá. 40kg, 50kg. Đi đâu đi ngủ à? À đúng biết rồi. Con này chị nào 43 chị Phương Dung Hủy thì. Đây bác hãy nhìn nhá. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa cái này nhá. Con này mã 433 chị Phương Dung Hủy thì chị Phương gì đấy chị? Phương Giam Thi nha. Đàm chị... Thị Phương à, đây là Đàm Thị Phương hoặc chị à? Chị Đàm Thị Phương nhá. Chị Phương Giam Thị nhá. Chị Phương Giam Thị ấy được mã 433 nhá. Chị nào ơi, các chị ơi, chắc chắn số hàng các chị chốt hàng các chị inbox cho em nhá. Con này chị nhá. Con này chị nào mà 40kg, 50kg mà vừa. Mã 488 160k. Ta cứ lấy cái này cũng được. 488 160k. Cái này lấy con gì nó chửa nó mắc cũng được. Các chị ơi, các chị chốt hàng chắc chắn các chị chốt hàng các chị inbox cho em nha, địa chỉ số điện thoại nha. 433 là của chị Phương Đàm Thị nhá chị nhá. Chị inbox cho em nhá chị Phương Đàm Thị. Mẹ thấy yêu đấy. 433 chị à, quên 458 chưa. Đây nha. Các chị chia sẻ livestream cho em ấy nha. Một con màu hồng nhẹ nhàng nha. Chị ơi chị cứ iPhone để đấy đi ạ. Tí nữa bọn em tắt like thì bọn em ý iPhone rồi cho chị nhá. Inbox rồi cho chị nhá. Đây, quá chị. Chị Phương Dung được mã 488 ạ. Chị Phương Dung chốt cho chắc đi chị Phương Dung. 488 là của chị Hương Hương chứ. Đâu. Phương Dung nào? Phương Dung chứ. Ừ đúng rồi, 488 của chị Phương Dung nha. Chị nào chắc chắn lấy hàng các chị chốt inbox cho em nha. Màu hồng nhẹ nhàng này nha. Con màu hồng này chị nào mà tầm 40kg đến 52kg mặc vừa 160k thôi. Con này nha, mã 477 nha, 160k. 477, 160k. Thúy Hà Lê em thấy chị nha. 477. Ừ. Hết rồi, hết rồi. Không, chị Thúy Hà Lê có thấy chị nhá. 477 là Hoàng Thị Hoa. Chị Hoàng Thị Hoa inbox cho em ấy nhá. Con này nhá, khoác nhẹ nhàng mỏng mỏng nha. Chị nào mà 40kg, 50kg mặc vừa nha. Con này mã. Cái này nó là áo bình thường, áo này chỉ mặc ấm thôi. Con này mã 430 nha. 430 160k nha. 430 160k. Cũng được. Ôi, mấy tờ được ạ? 430 160k nha. 2:17 đây nó là dạ đây. Chị Hồng đang
chị Đô Hồng Vân đi rồi, chị tối gọi lại chị nhé. Nếu mà gọi thì chị phải cho số điện thoại trên Messenger nhé chị nhá, chị inbox cho em ấy nhá. 430 lời của chị ngày và game ạ. Chị ngày và game inbox cho em ấy nhá. Đô Hồng Vân là được mãn à? Chị nào được mã thì các chị inbox cho em nha. Inbox cho em điện thoại, số điện thoại, địa chỉ nha. Địa chỉ số điện thoại nha. Chị em không lấy số điện thoại đây được đâu. À, chị nào mà 40kg, 55kg mặc vừa nha. 40kg, 55kg mặc vừa con khoác cuối cùng của em nha. Chị 455 chị Yến Nguyễn, chị Yến Nguyễn lấy nha. Chị Thanh Phạm không lấy thì chị Yến Nguyễn lấy 455 nha. Chị nào trên 1m6 mặc cái này chị nha. Trên 1m6 nặng 45kg, 55kg mặc vừa. Con này mã 489 nha. 489 160k. Z2, Z xong rồi bỏ. Vâng. Bây giờ nó hết hàng rồi, hết hàng rồi, hết khoác rồi. Mình lấy cả hai con. À, vẫn còn một con. 455 thì của chị Yến Nguyễn, chị Yến Nguyễn inbox cho em đi nhá. Một con màu đỏ nha. Màu đỏ với chị nhá, nắp túi giả thôi nha. 489 là của chị Lương Nguyệt ạ. Chị Lương Nguyệt inbox cho em đi nhá. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa cái này nha. Con này mã 459 160k. 459 160k. Không giống gì đấy vậy thôi, mình thấy đoán đẻ, con đứa này đoán đẻ. Mình chẳng không có giá. Nghỉ nha ngài nghỉ nha. Có xong à? Nghỉ thôi. Bán một lúc này nắng dài nha. Đây. 459 là của chị Hà Nguyễn ạ. À. Chị Hà Nguyễn inbox cho em đi nhé, chị Hà Nguyễn. Thôi ngồi ấy cho. Tôi mất cô bán nãy rồi. Đây nha. Ui giời. Lại bắt được luôn rồi. Ta cũng thấy like chúng mày trên điện thoại ấy. Vâng. Like rồi thì lại. Không like rồi lấy đâu cho trang, lấy số điện thoại. Vâng. Đây nha. Đây này. Màu cực kỳ xinh luôn. Đi biết chưa? Rồi. Đây, chị Phin Triều nha. 451 nha chị Phin Triều. Chị được một mã 451 ạ. Con này nha, chị nào 40kg, 55kg mặc vừa, mã 405-120k, 405-120k. Mọi người ơi, chắc giờ em nghỉ thôi, em bận rồi nha. Các chị ơi, chị Linh Hòa ơi, chị đang bận mình nha. Chị Tiểu Thư, Tiểu Như nha, các chị ơi, chắc là em bận quá rồi, giờ em có việc gấp nha các chị nha. Các chị ơi, tối gặp các chị được không ạ? À? À, giờ em bận lắm, giờ không bán được chân váy đâu, có một cái chân váy này, giống của em nha, chân váy này của em nha. Chị nào lên độc mã nha, chị nào 40kg, 55kg mặc vừa nha. Con này mã 45 không? Mã 45 nha, và chân váy của em mà. Con này mã 45 nha. 45-120k nha. Đó, chân váy của em hồi bữa em mặc màu đen hôm qua, các chị hỏi đó. Mã 45 nha. Chị nào lấy cái chân váy em đang mặc không nhờ, em bán luôn nha. Nhanh em nghỉ nha. Con này mã 48 nha. Chị nào 40kg, 55kg mặc vừa nha. Con này có số dây nha. Chị nào lấy em được mã thôi nha. Mã 48. Rồi, đó chị lấy em 2 cô. Chắc cô sang nhà mình 45 của 48 ai lấy nha. 45 của Thúy Hồ 45 nha. 45 của chị Thúy Hồ. Thúy Hồ em để lại một cái chị rồi. Chị Thùy Ngân đi, Thùy Ngân đi. Chị Thùy Ngân nha. Đây. Con này nha. Con này đang mặc này 48 này, chị nào lấy luôn nha. 48 của ai? Trời. Cho chị áo. Cái áo này cái áo của em mặc lâu rồi, nó phai màu của chị này. Trong rồi không bán được cái áo của em. 48 là của chị Linh Hoàng ạ. À. Chị Linh Hoàng inbox cho em ấy nha. Chị Linh Hoàng, lại thích cái này. Chị Linh Hoàng với tính lại gặp chị Linh Hoàng, chia sẻ cho em chưa? Mã 45 là của chị Thùy Ngân nhá, cái váy đầu tiên của chị là Thùy Ngân nhá. Baby á chị nhá, tối hẹn gặp chị gặp bán áo len nhá, tối em hàng áo len nhà em về cực đẹp nhá. Baby á chị, bye bye, chúc cả nhà buổi chiều chủ nhật vui vẻ nhá, bye bye.